Hôm anh chào đón cô chú chị quay lại với channel bên Trường Anh Ô Tô nha. Hôm nay Trường Anh vừa về một mẫu Jolly Mitsu, hàng ít tiền mấy chục triệu, che nắng che mưa cho bà con cô bác đây. Nước sơn bên ngoài màu đen cô chú anh chị. Form dáng em này cực kỳ là đẹp. Thứ nhất, mặt ca lăng của em Mitsu, mặt ca lăng lồi rất là đẹp nha bà con nha. Hai cụm đèn bắt liếc nguyên bản của dòng Mitsu nè, mới tinh luôn. Mặt ca lăng nè, em này 8 chỗ ngồi 2.0. Đi tiết kiệm nhiên liệu, ok. Máy này đâu đó rơi cho cô chú anh chị nằm tầm 11 lít trên 100 km. Nhưng với số tiền 70 mấy triệu bà, nhưng với số tiền 80 mấy triệu bà con cô bé có thể sở hữu ngay được mẫu xe Jolly rồi. Nước sơn là bao trì xước cô chú anh chị. Bà con thấy đẹp không? 61 bình dương 82524. Form dáng chuẩn chỉ vô đối luôn. Bánh treo nha. Đi đôi là hai cụm đèn đứng của em nó đây. À bà con coi nước sơn nè. Giá tiền bằng mẫu Nubira thôi. Cô chú anh chị chạy sướng hơn nhiều. 8 chỗ ngồi sạch sẽ vô đối luôn. Chủ nhà đã lên lót sàn 5D sạch sẽ. Cô chú anh chị nè, phía sau nè. Phía sau là ghế là trần nè. Đó, trần chủ nhà đã full 5D rồi. Bên đây chủ nhà thay cái dàn lạnh. Cái dàn lạnh cũ của nó bị hư đó. Chủ nhà đặt cái dàn lạnh khác chủ nhà thay nha. Đó là báo thẳng báo chuẩn như vậy. Đồ chơi cũng đã full kính rồi. Phần tắp bi nè. Keo nè, hệ thống keo là keo rin hết. Đây cô chú anh chị, tắp bi là nỉ nè. Nỉ nguyên bản nha, keo nè, keo rin hết toàn bộ. Em này sở hữu toàn bộ hệ thống ghế nỉ đã được chủ nhà bọc da. Hai bên không có đâm ve. Trang bị màn hình Android full hết rồi bà con. Màn hình Android, cam hành trình, cam da. Cục máy khá là êm. Đây, máy nào bà con, trợ lực em nè. Trợ lực rất là đầm. Có trang bị việc map đầy đủ các tính năng rồi. Màn hình Android nè cô chú anh chị ạ. Máy lạnh AC đây. Mở phải có lạnh. Đó, che nắng che mưa hơi ít tiền. Hợp lý không bà con? Xe ok, xe bên cho anh dọn dẹp làm đẹp hết toàn bộ rồi. Nói chung là sơn là không trầy xước luôn nha cô chú anh chị nha. Nước sơn bóng lắm, máy nổ êm. Mấy mẫu này chạy thì nó ba bền, bền cực kỳ với mẫu này luôn. Đây bà con, cục máy nè. Đây bà con, cục máy nguyên bản của dòng Mitsu nè. Nguyên rin là bộ chế hòa khí nha. Đây cô chú anh chị là Boe nè. Đó Boe của nó đây. Đây máy nè. Máy móc khô ráo, xe này dừng anh bao cô chú anh chị, máy móc chạy đường dài thoải mái. Có mấy chục triệu thôi. Bao quay đầu, bảo hành máy, tất cả các tính năng. Được cái nó liền, nó không cứng không lỗi thôi. Xe không một tí đồ hơi đâu. Cục máy nè. Nhớt mới chủ nhà vừa thay nha. Máy xăng thì nổ bao êm. Sử dụng toàn bộ hệ thống len cô điện. Đây là len cô điện. Được chưa bà con? Hai bên là không có đâm va móc méo, hai bên lường đẹp như nhau. Dàn đây là dàn trước của em nó nè. Mẫu này bên chị anh sẽ bán giá 80 triệu nha cô chú anh chị nha. Hợp lý chưa? Bên em dọn dẹp làm đẹp hết toàn bộ cho bà con cô bác rồi. Dòng này xài sử dụng toàn bộ qua hệ thống quạt ly tâm nè. Khi cô chú anh chị đạp ghe càng lớn á thì cái quạt á nó quay nhanh, đồng thời nó giải nhiệt kép nước cho bà con cô bác. Nói chung là những cô chú anh chị nào mà rành xe, người ta mua một con xe người ta coi nhanh lắm. Còn những cô chú anh chị nào mà không rành xe, Trần Anh tiếp với Trần Anh giải thích, nhưng mà thực sự khách cũng không hiểu cho nên rất là mệt. Như hồi nãy khách vô coi mẫu Ford Everest hỏi sao cần số rung, thì xe nào mà cần số nó chả rung, nó không rung sao chạy. Chứ là cần số khô số cứng ngắc rất là khó cô chú anh chị hiểu không? Mình đã giải thích kỹ với khách mà khách không hề biết gì hết thì chịu. Nên bán xe cho những cô chú anh chị nào rành về xe bán rất là nhanh. Quan trọng là máy móc gầm bề đẹp sạch sẽ, không cứng không lỗi là ok. Chứ mà đi coi xe mà bắt từng cái cần số thì thua. Em này là cặp vỏ đầu mới tinh, cặp vỏ sau đâu đó còn được 65% nha. Gầm bọc ở trong là không có dấu hiệu là mục ngọt đâu. Nội thất đẹp. Bánh treo nha.
bánh treo hết toàn bộ nha cô chú anh chị. Đây là bánh treo này. Phía sau cốp rộng rãi. Đó, mai con mua Trần Anh sẽ bớt cho 5 triệu còn 75 triệu luôn. Với cái mẫu xe Mitsubishi Jolly bên Trần Anh như thế này. Máy móc thì bao êm, không phải lo vấn đề về máy đâu. Máy Trần Anh bảo hành cho cô chú anh chị lên tới 1 tháng máy hay 1 tháng rưỡi 2 tháng cũng được nha. Không quan trọng cái chuyện đó. Xe cũ thì cũng phải bảo hành cho bà con. Đây là phần gầm. Anh chị nè. 203 số rin nè. Anh chị là cái số rin đét rồi. Số chưa có lẻ bất cứ một khoản gì nhá. Đừng chơi bà con. Đây, gầm bề nè. Dẫn động toàn bộ hệ thống cầu sau. Đó, bô mới tinh, sạch sẽ không? Đó vậy thôi, có mấy chục triệu à. Đây là cặp vỏ đầu. Cặp vỏ đầu chủ nhà thay mới 100%. Đi toàn bộ vỏ thái, Michelin vỏ rất là dày. Vỏ dày cực kỳ nha bà con nha. Có quan tâm mẫu Mitsubishi Jolly 2003 này thì alo cho Trần Anh ô tô. 80 triệu bà con mua bớt cho bà con 5 triệu 75 giao lưu với anh em. Vui vẻ nha cô chú anh chị nha. Trần Anh khép lại chương trình tại nơi này thôi. Em see you and goodbye. Chúc toàn thể tất cả các cô chú anh chị có được nhiều niềm vui, may mắn nhất trong ngày hôm nay nha.